Câu B chứng minh A B bình bằng A E nhân A F. Chứng minh A B bình bằng A E nhân A F thì quá dễ. Khi các bạn gặp cái này, các bạn nghĩ ngay đến là hai tam giác đồng dạng. Đó, bắt đầu mình nói lại để cho các bạn thấy nè. Hai tam giác đồng đồng dạng nha. Rồi, thì các bạn muốn tìm hai tam giác đồng dạng thì các bạn tách thằng này ra là AB nhân AB bằng AE nhân AF. Sau đó lấy một cạnh này với một cạnh này ráp lại ra tam giác, xẹt liền. Xẹt cái tam giác liền vậy. AB thiếu chữ gì à? E, vậy là tam giác ABE. Và tam giác AB gì à? A B F. Các bạn nhìn kỹ nè, A B E thấy nó chưa? A B E nè, A B F có chung góc gì à? Góc A. Thấy không ạ? À? A B E A B F chung góc A, ta có B A E bằng A B, xin lỗi, F A B. Được chưa? Góc chung. Và tiếp tục nè. Góc các bạn nhìn vào đây là dự đường gì à? Tiếp tuyến đó. Còn đây là gì à? Dây cung. Góc này được tạo bởi gì à? Tiếp tuyến và dây cung. Còn góc này là góc gì à? Nội tiếp đó. Hai góc này bằng nhau, lý do góc tạo bởi tiếp tuyến và góc nội tiếp cùng chắn dây dây cung B B E nha các bạn. Rồi, đã có nè, A B E bằng B F A, lý do góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và góc nội tiếp cùng chắn dây cung B B E. Từ đây suy ra tam giác A B E bằng tam giác A F B. A F B trường hợp góc góc hai tam giác này bằng nhau, xin lỗi, hai tam giác đồng dạng nha các bạn. Hai tam giác đồng dạng rồi thì các bạn chỉ cần viết tỉ tỉ số nha, viết tỉ số thì các bạn nhìn nha, là viết chậm lại nè, viết là hai cái tam giác đó nè, đó, A B E đồng dạng với tam giác A F B, đánh số là 1 2 3 1 2 3. Rồi 1 2 trên 1 2 vậy là suy ra A B trên cho A F bằng 1 3 là A E trên A A B. Tiếp tục bằng nè 2 3 B E trên F B trên F B. Được chưa ạ? Đây gọi là tỉ số đồng đồng dạng. Suy ra các bạn nhìn vào cái đề người ta cho nè, A B bình A E nhân A F thì các bạn tập trung vào nó, A B nè, A E nè, A F nè và A B. Vậy mình viết lại hai cái tỉ số đó. A B chia A F bằng A E chia A A B. Rồi các bạn nhân nhân chéo vậy suy ra A B bình bằng A E nhân A F. Điều phải chứng chứng minh. Ok không ạ?